Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến thầy Dương Trung Hiếu và các anh chị em trong nhóm. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Duy Anh. Em sinh năm 1986. Hiện em đang công tác và làm việc ở thị trấn Bà Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Công việc của em là chuyên viên bảo hiểm. Em rất vui được đồng hành cùng các anh chị em trong nhóm trên con đường kiếm tiền MMO với sự dìu dắt và hướng dẫn của thầy Dương Trung Hiếu. Cuối lời, em xin gửi lời chúc đến thầy và các anh chị em trong nhóm. Chúc nhóm của chúng ta ngày một phát triển đi lên. Chúc anh chị em sớm đạt được tự do tài chính. Em xin chào.